Giờ là mình đi thăm lờ nha các bạn. Cái này lờ đúng không anh? Lờ cua nãy giờ đặt cũng được nửa tiếng rồi đó. Giờ đi dở lờ. Ôi ôi có luôn kìa. Hay thiệt. Ôi con này khủng thiệt. Bự 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 bự. Wow. Ôi con này sai khủng luôn. Thường lời giờ là mấy con vô anh? Hai ba con vô cũng được. Dạ. Yeah. Wow. Ôi ôi bự. Ôi ôi đã. Đây là bột à. Ôi ôi cái càng của nó kìa. Giò cả dính trình kìa. Dạ không sao. Trên mừng. Mừng gù nè các bạn ơi. Ui ui nó to. Tiếp tiếp dở lờ tiếp. Có mấy cây này nó còn sống nè. Mắm ha anh? Được. Được. Dạ. Yeah. Wow, nó bự vậy. Ôi nó bự. Mê gì chứ. Ôi ôi nó bự kìa. Con kia nó không bự lắm mà cái càng nó to đùng luôn. Ôi ôi cái càng của nó kìa. Cho nên phải dở liền liền chứ để không thôi hết nồi dí vô. Khoan để đặt này là dí vô nó kẹp cách lưới. Dạ. Yeah. Con đó có gạch. Đủ không? Có nhìn có gặp được. Nhanh thiệt, nửa tiếng à. Qua trời bự. Không con bự nó nằm dưới đây. Cô mình nhà nuôi vuông luôn các bạn. Này nước 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 ngoài biển vô nè. Cua Cà Mau phải ăn đúng cua nước mặn nó mới ngon. Vỏ vàng. Wow. Có gạch ở ngoài chưa đúng không? Này gạch mềm không anh? Gạch chưa đầy. Có nè, đỏ yeah, rồi, phải không? Dạ. Yeah. Mà chưa đầy không? Bye bye. Gạch cái gà nó đủ rồi, gạch cái gà đỏ chết thế ngoài. Dạ. Yeah. Lờ. Thăm lờ. Dạ có. Nói cho anh. Nó cũng dính. Cua với mình bán là dây như thế này không nè các bạn. Mỏng, nhỏ. Ui ui con nào con nấy. Bự.
nó ăn muốn hết mồi luôn rồi. Con này là con mái luôn, con cái luôn. Đồ má chơi trên cái lỗ lờ, mau chơi trên cái lỗ. Kiểu này rồi cũng càng luôn. Luộc luôn. Hey. Cũng càng luộc rồi đó. Nó đẹp, nó vô đây nó làm cũng càng ơi nó luôn. Tự nó làm rụng luôn chứ. Hy sinh càng. Tự nhiên bỏ càng vậy. Miếng mồi mới rớt rồi. Kì ra miếng mồi chứ. Có dàn ươm mà. Hả? À. Trời ơi, con này gạch đúng nhiều rồi trời. Gãy càng ngủ không trời. Gãy càng luôn á. Luộc chứ làm gì. Tự hủy càng luôn chứ. Có người đẹp ngồi đây chèo nữa. Con gái miền Tây. Thấy rồi, thấy rồi. Ra con đừng có gãy càng. Con này tập con nào là... to không? Mồi mồi mồi. Anh bò. Nấp nấp. Mồi mồi. Đặt mồi. Mồi tươi luôn. Miền Tây mình có một câu liệu hay quá. Ủ. Chưa. Mới 24 cái à. Đó nè. Mà nó chưa tràn ra ngoài nè. Dạ. Vì là thiếu gạch đấy. Nó tràn ra ngoài. Đúng rồi. Mua này là tháng 8 bán là ngon. Dạ. Cô lên giá vậy. Tháng 7 vậy. Đây cái mùa tháng 8 là giá cao với lại tới gần Tết. Từ tháng 8 cho lên là giá cao. Tháng 7 là... Đây, tiếp, tiếp. Cứ lên là có, đã rồi. Bự mà. To đùng luôn.
trời, nó nặng quá, nó không được. Để nó mà kể trời. Nó nặng. Nặng quá. Sướng hơn. Dạ. Chạy đâu? Quá trời to. Cua này 2-3 con ký, 2-3 con ký. Hai con này chứ không phải hơn 7 lạng. Ấy dạ, cua nặng thiệt. Con này đủ gạt ha. Cưng gọi thấy nè, đổi chéo qua nè. Dạ, ờ, ra nè luôn nha, chờ. Em biết lái không? Hèn chi lũi vô đây. Hiếm khi nào mà mình đang buộc mà nó tự hủy càng á. Hiếm. Chỉ khi trong lưới thôi đúng không? Ừ. Nó trong... tự cái càng này nó kẹp càng kia nó mới hủy càng thôi chứ không buộc. À, dạ. Yeah. Con này bự quá. Chống cắn. Ôi chà. Ôi. Đây tới. Một em, con này nhỏ. Con này nhỏ. Ê ê ê, đi đâu, qua bên kia. Qua bên đây. Chúng ta không mẹ kia gì đập mấy cái lợ cho mẹ đi qua 15 nó cho nó sáu mấy con giống như cho nhiêu luôn. Buộc luôn hả anh? Con này. Cứng lờ được à. Con này ở đây ký 100 mấy nè. Dạ. Yeah. Mày mới cứng ngân cầm cua vô là con bóp bên hông là biết rồi. Ủa, bóp hông phải bóp mu nữa hả? Nếu mà ta không biết thì ta bóp mu chứ mình cầm à. Cầm cua nè, cầm gì nè. Con này to đúng. Mình cầm như vậy nè, bóp vô đây nè. Bóp vô đây là mềm, là cua mềm. À. Còn nếu cầm gì mà cua nó cứng là cua. Dạ. Quá nè. Ôi trời ơi, nó to kìa. Trời ơi, nó bự. Để cho anh sáu thì em không làm được. Ôi, nó bự lắm. Ôi ôi, đá thiệt. Nhìn cái càng thấy mê luôn á. Hai cái càng bằng hơn cái mình đó luôn mà. Ôi cái càng kìa. Đó. Thăm hết mồi thôi. Wow. Trong đây còn đây trong ngoài 200-300 con cua bự như vậy. Yeah.
Mỗi lần thiếu gạch với mềm thả đây nè. Dễ chưa ăn? Còn ở ngoài đất rộng quá cho ăn gì nổi. Thì cho ăn cá với gì, đuổi cá phi đó đó. Rồi đánh dẫy cho nó ăn. Cô này nhà là nuôi nuôi cá luôn, cá phi luôn nha. Phi nhà luôn. Dạ, không nhà. Không đụng tới miếng thức ăn công nghiệp không, nào hết luôn. Công nghiệp nào hết đó. Chỉ có cá phi ở nhà đuổi lên là cho ăn. Chung là ăn tự nhiên hết. Rồi. Tới nữa. Dỡ lên. Đây, thêm em nữa. Hết mồi với căng gạch lưới lại có cái gạch kìa. Nó dính trống gãy. Mà lưới này mình đang là được phải không anh? Được. Sửa làm nhà đang giá lên nhà. Cái lưới này mắc không anh? Cái này ba mấy ngàn. Nguyên bộ này luôn. Ừ. Vậy đó là ba mấy ngàn. Dạ. Nữa hả? Hai con nó ôm nhau luôn kìa. Đâu? Ý, trời ơi. Đây nhà mình có hai cái vuông kia đằng kia là rất là bự. Mà những con nào mà ốp hay ít thịt là chuyển vào đây nuôi cho ăn riêng. Thức ăn là cá phi, mà cá phi cũng tự nhiên luôn, cá phi nước biển. Chứ không có cho ăn thức ăn công nghiệp gì hết. Ở cua nước mặn nó nhìn nó sẽ khác biệt với cua nước lợ là ngoài cái vỏ, cua nước mặn sẽ màu vàng. Vàng ươm mà. Chắc. Cua nước lợ nó vỏ nó sẽ xanh đậm hơn. Thịt nó hơi tanh hơn cái cua nước biển. Nước lợ nước ngọt này vỏ nó xanh. Dạ. Mà thịt nó không thơm bằng nước mà. Có cua gạch luộc rồi. Anh hai. Đây, hai con. À, có con nhỏ. Này là phải trút nó ra, hạn chế dùng tay đúng không anh? Hạn chế. Đút vô bậy bạ, hiểm à. Em thì nghĩ là đút tay vô khi nó tự rã càng chứ. Rã cái tay á. Tới đây đây hả? Ờ, của anh hai chừng nào đi dở? Cua gì không? Dạ, nghe hả? Cứng không? Cái này để đi mà gặp ngay xuồng nó bắn. Con nào nó gần khe thì cứng ngắt. Hinh, ơi! Con cua nó nằm luôn kìa. Anh thấy con cua nó sống không? Đụng rồi. Nó còn sống. Con, trời ơi, thấy rồi. Nhưng mà sao mình bắt nó được? Đâu, thấy không? Thấy. Đó, nó nè. Để. Bự lên đây. Bự. Con sống rồi nè. Nè. Đè vô giữa mu quá. Tự sát rồi. Chết rồi hả? Con ta nhúc nhích mà tự sát. Chết rồi. Chết rồi, bà đi. Uổng quá ta. Tớ đụng uổng hả? Tại sao vậy? Nhầm con. Nó to quá mình không bắt. À. Ê, mà cô này sao nó lỏng cái cày này vậy? Kẹp. Vậy là bị cô kia kẹp chứ gì? Cô này kẹp cái kia. Lỏng cái mu. Hiểu không? Hiểu rồi, sáng là cây thọc cho mu. Cô này kẹp cô kia thì chết rồi. Xem té. Nó nhiều quá, nó kẹp với nhau rồi bể mu vậy. Đụng luôn. Vô trọng nó nằm chờ chết hay ha. Con này kẹp con kia chứ. Con này còn nhỏ. Con này chắc không đủ rồi. Càng nhỏ nữa. Nãy giờ cô không đủ gạch thở nhóc. Ăn môi mắt nhỏ hết trơn. Cái đó thôi là hết rồi phải không? Còn cái đó đó. Nặng nha. Có không? Ừ, hai con. Trời ơi, hai con bự luôn. Chưa đủ gạch, đỏ rồi, đỏ dữ mà chưa đủ. Rồi, sống.
được sống. Ui mà con kia mà giờ lấy càng nó có còn thịt không anh? Không, chết rồi nó. Lấy vỏ cua nấu nước uống. Tôm chết ăn được, cua chết ăn đâu được. Dạ. Cây đó, cây bỏ đó, câu gãy đó, bữa giờ đợt giật cái chuyện gãy đó. Đây, hai em. Trời ơi, cái vỏ nó trong xanh đã ghê, trong vàng luôn kìa. Con y để bắt được được thôi chứ con này chắc không đủ gạch đó. Nãy có bắt mấy cua tới rồi đóng hết mồi luôn à. Hai con ăn hết mồi luôn. Chút nữa qua vuông của anh hai nữa kìa. Chưa anh hai đập cũng đâu có dở lẹ chứ. Rồi, tốt. Rồi. Con kia là đủ chưa? 30 phút sau là dở nữa. Đâu cây cam đó con trồng đó. Cam. Con này chắc chưa. Rồi. Trời, mới dở xẹt, bơi chưa dép vòng nữa. Dễ mà cứng ngắc luôn rồi thôi. Rồi, lên thôi, lên thôi. Cua nhà em nè, mấy anh, mấy chị ơi. Cua nước biển luôn đó nha. Cua Cà Mau chính gốc luôn. Cua nhà nuôi cho nó ăn này nè. Ăn con này nè. Không cho nó ăn con nghiệp mà cho ăn con này thôi. Cá phi nước mặn. Cá phi nước mặn đặc biệt cái là nó không có tanh bằng cá phi nước lợ. Mần mần vậy xíu hồi rửa tay cái hết à, hết mùi à, tanh nhẹ lắm mà thịt rất là ngon. Bên em cũng có bán khô cá phi luôn nha. Đây, cua nhà, cua nhà. Toàn là sai khủng không. Đấy. Hai con này là gần ký nè. Đây nè. Đập này sao sửa càng lại kỳ quá vậy. Hai con mà em cầm đây nè cũng gần cả ký nè. Nè. Hơn ký luôn nè. Ừ, dở lên nó. Ờ, bây giờ bỏ dưới là tự bơi được không ạ? Được. Ai, thấy thành quả. Quá đã. Mau có tiền không? Giữ lại có tiền rồi đó. Em đang quay đó. Cua đây mọi người ơi. Gãy hết con cua gần gà đủ càng gãy mẹ. Bây giờ thì đủ gạch chứ. Lấy cua ăn lấy ra đây lên đi.